Truyện tranh Cậu bé Rồng tập 156 Thần giữ của. Cứu tôi với! Có người bị rớt xuống vực, người xuống cứu đi. Ta đâu có cứu được, người bay xuống kéo người ta lên dễ hơn. Ta bay một mình thì được, chứ đâu có kéo người mà bay nổi, người xuống đi. Cứu tôi với, mỏi tay quá không thể níu cành cây được nữa. Tôi xuống đây. Hắn đi rồi, mình ăn. Thoát rồi đó, cảm ơn chú nhiều lắm. Ăn hết rồi hả? Sao không chừa cho ta? Ăn mà chừa lại là có tội. Người chết với ta, ta đang đói đây. Dám đánh không? Động tới ta thì thiên binh xuống ngay à. Hừ, ta sẽ tìm cách cho hắn một trận. Đói quá ngủ cho quen đói. Biển Tiểu Thiên Long dậy, có người cho thức ăn kìa. Mồ Phật, cảm ơn thí chủ. Đừng có nhìn ta, giờ không phải giờ ăn, ngủ đi. Khò. Biển ăn cắp, ăn cắp. Trả thức ăn lại đây. Không trả. Cốp. Dám đánh ta hả? Chát. Cốt. Tiểu Thiên Long cứu ta. Chuyện gì vậy? Người ngủ say quá có kẻ cướp hết thức ăn mà lại còn đánh ta u đầu đây nè. Dở ẹt, thần tiên mà không đánh lại người phàm. Hắn mạnh như thần vậy. Thần tiên mà không đánh lại người phàm. Ít bẻ đậu, nhưng ta không buồn bằng mắt thức ăn. Nín đi, để ta xin thức ăn khác. Có nhà giàu kìa, tới xin đi. Xin đi chứ, sao lại đứng im thiên thích vậy? Ờ hay, để cho người ta tự cho mình, chứ đi khắc thực, đâu có được mở miệng xin. Ờ, đói quá nên ta quên. Ái chà, nhà không còn bánh trái gì để cúng cho chú. Hay là chú vào nhà dùng cơm đi, hôm nay nhà tôi ăn chay. Không được ạ, luộc đi khắc thực không được vào nhà ăn cơm. Vào lại đi, đói lắm rồi, giữ luộc lệ gì nữa. Dạ cũng được ạ, để con vào. Ăn đi đệ tử. Vì miếng ăn mà phải làm đệ tử hắn, nhục ghê. Nhưng không sao, miếng ăn là miếng nhục, nhục tí cũng không sao. Ông về hồi nào vậy? Tôi vừa đi chùa, có gặp được con không? Không gặp, chồng nó lại bảo nó đi buồn xa. Hít, lại không gặp được con. Có khi nào chồng nó giết nó rồi không? Đừng có nói bậy. Vậy chứ sao cả năm nay không biết tin tức gì về nó hết? Hít, chắc là con tôi bị hại rồi. Hình như ở nhà có chuyện không vui. Đúng vậy, chú à, con gái nhà tôi sau khi về nhà chồng thì mất tích luôn. Chính xác thì về nhà chồng được 1 năm, con tôi có về thăm nhà 1 lần cùng với chồng. Từ đó tới nay đã gần 2 năm mà không có tin tức gì. Tôi có tới nhà vợ chồng nó hỏi, nhưng lần nào vợ chồng nó cũng nói nó đi vắng. Vợ chồng tôi lo lắm. Khi chị ấy về có nói gì không ạ? À? Có, nó nói thế này. Từ ngày về bên ấy, ảnh nhốt con trong phòng một mình suốt cả ngày lẫn đêm, muốn ra ngoài hóng gió một chút cũng không được. Ảnh lại bắt con ăn chay quanh năm, con thèm thịt cá lắm. Để mẹ làm cơm thật ngon cho con ăn. Không được đâu mẹ ạ. Vợ chồng con ăn chay trường, để xin có con trai, mẹ đừng cho vợ con ăn mặn. Cổ hủ vừa thôi, con trai hay gái gì cũng là con mà. Không có con trai, lấy ai nói giỏi? Anh làm vua hay sao mà cần người nói giỏi? Con không thích con gái, con thích con trai à. Thích con trai sao không cưới con trai mà lại cưới con gái? Mẹ nói kỳ quá, con cãi không lại,
con về đây. Rồi nó dẫn vợ đi mất, tới giờ chúng tôi không biết tin gì về con của chúng tôi. Sao hai bác không báo quan, xin quan điều tra cho? Ừ phải đó, mình đi báo quan đi. Chuyện có gì đâu mà phải điều tra, con gái của ông đi buôn bán xa, ông tới nhầm lúc nó không có ở nhà thôi. Nhưng tôi thấy có chuyện gì bí ẩn lắm, xin quan điều tra cho. Đóng 100 đồng phí điều tra. Sao đắt dữ vậy ạ? Bớt tí được không ạ? Phí công vụ không nói thách, không chịu thì thôi. Quan cứ làm như tiền dễ kiếm lắm, không cho quan ăn. Nói nhỏ cho ông nghe, đừng cho thằng rùa nghe. Ông bà để con ở lại đây vài ngày, con sẽ làm rõ chuyện con gái của ông bà. Tu hành đừng có xạo à, muốn ở lại đây vài ngày thì cứ nói chứ đừng bày trò làm tôi mừng hụt à. Con nói thiệt đó, tin con đi, ông làm theo lời con thế này. Phần thần biến. Ngủ đi, ta đi có việc. Dậy, chủ nhà gọi dậy ăn sáng kìa. Dậy gì đây? Dậy gì đây? Ta mệt lắm, ta cần ngủ liên tục 3 ngày 3 đêm để lấy lại sức. Đừng gọi ta, chủ nhà dọn cơm thì ăn hết đi. Vậy cũng tốt, người ngủ 3 tháng ta cũng không phiền. Nhà ông rể già của ông bà Tú kia rồi. Vào xem. Rạch, ui. Nhà bị phủ phép, có chuyện gì mà nhà lại được phủ phép bảo vệ? Ai phủ phép? Ông địa ơi, lên cho tôi hỏi thăm tí coi, lâu quá không gặp, nhớ quá chừng. Làm gì mà lâm ly bị đát vậy? Ôi, cậu ốm trờ thì tội nghiệp quá. Không giỡn nữa, nghe này. Bên trên căn nhà bị phủ phép, tôi vào không được, ông xuống bên dưới xem sao. Rạch. Ôi. Dưới đất cũng bị phủ phép. Ai mà có khả năng phủ phép dưới đất vậy? Chắc chắn là trong nhà có cái gì ghê gớm lắm nên mới được bảo vệ kỹ như thế. Đợi đến sáng mai mình sẽ vào bằng cổng chính. Biến. Biến. Mình sẽ làm thế này. Ác. Ông ơi, con heo của con chạy vô nhà ông. Ông cho con vô bắt nó ạ. Và bắt nhanh lên. Ác, ác. Ha, anh heo kia đẹp trai quá. À, cứu, cứu. Ác. Chát. Dám để heo nhảy lên bàn thờ nhà tao. Đi ra, ui da. Ông làm hỏng việc hết rồi. Chưa tìm thấy gì đã bị tống cổ ra ngoài. Tại con heo gái bám theo tôi sợ quá. Hứ, con gái bám mà sợ? Ừ, tôi sợ con gái lắm. Chỉ còn cách nhờ quan công khai vào nhà lục soát. Bẩm, tối hôm qua con ngủ ở cây đa cạnh một ngôi nhà nọ. Con nghe có tiếng kêu cứu thảm thiết phát ra từ trong nhà. Xin quan điều tra xem ạ. Không ai thưa kiện gì, ta điều tra sao được. Chú lo tu hành đi, đừng có xía vào chuyện thế gian. Biến. Quan ở yên đây giùm tôi. Biến. Dẫn người theo ta. Ông bà Tú báo với ta rằng con gái của họ mất tích, ta tới để tìm cô ấy. Ủa, quan thỏa thuận với tôi rồi mà. Thỏa thuận cái gì? Tôi đưa tiền cho quan để quan đừng nhúng tay vào chuyện này mà. Ta xài tiền hết rồi nên thỏa thuận cũng hết luôn. Thì ra có sự thông đồng của quan. Đây là chuyện gì mà ghê gớm vậy? Lục soát. Có ai trong này không? Có ai trong này không? Đừng lại gần nó. Chó mới đẻ dữ lắm, lại gần nó tưởng lấy con của nó, nó cắn đó. Gầu, có cái thùng gần đó, tôi phải lục soát.
À, chó cắn, cứu. Rọt. Ầm. Kéo nó lên. Giếng sâu quá, dày không tới. Để ta xuống đưa hắn lên. Sao bữa nay quan anh dũng vậy? Bịch. Bịch. Giếng khô, đáy giếng sao lại lát gạch? Ầm. À, có một cái hầm bên dưới, theo ta. Quan ơi, con thắc mắc, sao bữa nay quan mạnh dữ vậy à? Ta mới ăn một cân sâm. Đưa gươm cho ta, rồi lui lại đi. Chát. Rốt. Ầm. Chóc. Da. Da. Ầm. Ôi trời ơi, quan của con giỏi ơi là giỏi. Con bọ cạp này là đến giữ một thứ gì trong này đây? Á, à, mà cô con gái của ông bà Tú đây rồi. Cô ơi, hình như cô ta chết rồi ạ. À, không, mạch vẫn nhảy, chỉ có điều cô ta không còn thần trí. Xung quanh toàn là nhang đèn, ta đoán ra đây là chuyện gì rồi. Ôm lấy cô ta để ta kéo lên. Vút. Ô hô, quan mạnh ghê. Chết rồi, bể chuyện hết rồi. Biến. Ta không phải quan huyện, ta là đạo sĩ Mít Tố Nữ. Ta đã bắt quan huyện rồi. Ta đã đoán ra một phần sự việc. Khôn hồn thì nói thật đi, nếu không ta sẽ biến người thành trái Mít Tố Nữ cho ta ăn. Nói đi, ổng giết con bọ cạp tình như giết con gà đó. Tôi nhận 100 lạng vàng để bán vợ tôi cho đạo sĩ Phong Phành bề Bắc Quốc. Ông ta dùng vợ tôi để biến thành thần giữ của cho ông vua bên đó. Ông để vợ tôi ở đây cho tới khi kho tàng bên đó xài xong thì qua đây đưa vợ tôi đi. Đạo sĩ Phong Phành ở đâu? Tôi không biết. Ta muốn gặp hắn thì sao? Mỗi tháng vào ngày rằm, ông tới đây để luyện phép cho vợ tôi. Dẫn hắn theo ta. Ông cai thấy rồi đó, quan huyện phạm tội thông đồng bắt cóc người, ông ta sẽ bị xử tội. Chứng cớ đã có, ông trình lên cho quan phủ xử, ta phải đi lấy lại hồn cho cô gái kia. Giam ông với quan huyện lại. Cái bình hòa đó xong việc, ta sẽ trả lại nguyên hình cho quan huyện. Quan huyện đâu? Ông mà làm sai lời ta, ta sẽ biến ông thành cái bình hòa như quan huyện đó. Biến. Hoàn hình cho thoải mái, chứ giả làm ông quan, ông đạo sĩ đeo râu nhột muốn chết. Lão Phong Phành tới. Vút. Cốp. Ai làm nắp đài giếng vậy? Chát. Ta đậy nắp giếng đó. Ha ha. Ngươi là ai? Ta là thầy chùa không tên. Ha ha. Ta đã giết con bọ cạp tinh và đã cứu cô gái lên rồi. Người khỏi xuống đó làm chi cho mất công. Người phá công việc của ta, người chết với ta. Vút. Hừ. Rạt. Ầm. Chát. Hừ. Biến. Rạt. Ầm. Rạt. Ầm.
Ôi, cháy hai bàn tay của ta rồi. Phụt. Phụt khói để chạy hả? Chát. Hừ. Bắt hắn. Tha cho tôi đi. Trả hồn lại cho chị kia rồi ta tha. Cô ta đâu? Đây. Ông là ai? Chú là ai? Ông này là người hại chị, em là người cứu chị. Phá phép. Tha cho đó, đi đi. Tưởng thằng nhóc rồng không còn thì an toàn, ai ngờ có thằng khác. Sao nhà vắng hoe thế này, chồng của tôi đâu? Chồng của chị đã bị bắt vì tội bán chị cho lão đầu sĩ lúc nãy. Lão ta định biến chị thành thần giữ của cho vua Bắc Quốc. May mà em cứu được. Thảo nào ngay từ ngày đầu về đây, chồng tôi nhốt tôi trong phòng và bắt ăn chay suốt. Chồng gì mà ác ghê. Mình về, chị nhớ đừng nói gì về những việc em làm mà chị vừa thấy. Chị chỉ nói em cứu được chị là được rồi. Ừ, chị hứa. Ông bà ơi, con cứu được con của ông bà rồi đây này. Ôi, con tôi. Xuyệt, xin ông bà đừng la to kéo thằng rùa nghe. Ông bà giả vờ đuổi con đi ngay đi, chứ thằng rùa đó tò mò lắm, coi chừng nó biết chuyện. Trước khi đuổi đi, xin đền ơn chú cái đã. Khỏi cần đâu ạ, cho con xin tí thức ăn là được rồi. Nhập vào. Dạ, nhà có khách, mời đi ngay cho. Tiểu Thiên Long, người ta đuổi kìa. Ừ, đuổi thì đi. Khoan, đợi một chút. Cũng cho ít thức ăn này. Dạ, tu hành không ăn mặn được ạ. Không sao không sao, cứ ăn đi, ta không báo về thiên đình đâu. Dạ, con xin nhận ạ. Hề hề, tiếp tục làm vô tự sa di, thầy chùa không có chùa. Đói quá, ăn đi. Trước khi ăn cho ta hỏi, ngươi đã ghi cho ta được bao nhiêu điều thiện trong sổ rồi? Mới có một thôi, đó là việc cứu sống mẹ của ông lính trong vụ nội gián bán đồn. Muốn ăn thì ghi thêm cho ta chục việc thiện nữa đi. Không làm mà đòi ghi công, không ghi thì không có ăn. Ừ, để ta ghi. Nè, được chưa? Mồng 1, cõng ông cụ qua cầu. Mồng 2, cõng bà cụ qua sông. Mồng 3, cõng đứa nhỏ qua cầu. Ha ha, việc thiện của ta toàn là cõng người không hà. Có người bị nước cuốn, cứu người ta đi. Ta đâu có biết bơi, ngươi là rùa, bơi giỏi nên ngươi cứu đi. Ẩm. Thoát rồi đây, cảm ơn. Ủa, hết thức ăn rồi hả? Ngươi từng nói ăn mà để dành làm ăn tội, nên ta phải ăn hết thôi. Gian ác, ta đói lắm đây này. Vậy thì ghi cho ta công cứu người bị nước cuốn đi. Hừ, công của ta mà phải ghi cho người. Muốn ăn thì phải vậy thôi. Ha ha.